Vào sáng nay, Bayern Munich đã có được chiến thắng tưng bừng trước Real Madrid tại ICC 2019. Ở trận đấu này, Real tung ra khá nhiều trụ cột kể cả sự xuất hiện của tân binh đắt giá Eden Hazard. Dù thi đấu lấn lướt trước đối thủ, tuy nhiên Real đã bị thủng lưới trước. Phút 15, Kingsley Coman thoát xuống bên cánh trái và chuyền bóng thuận lợi cho Corentin Tolisso trong vòng cấm ghi bàn mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, phút 67, Robert Lewandowski không chơi bóng khéo léo từ đường chuyền dài của Soler, sau đó xoay người dứt điểm để nâng tỷ số lên 2-0. Chưa đầy 2 phút sau, nhà đương kim vô địch nước Đức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Leon Goretzka tạt bóng thuận lợi để Serge Gnabry ở phía trong không ai theo kèm dễ dàng sút tung lưới kình kình trắng. Mãi đến phút 81, đội bóng đến từ Tây Ban Nha mới có được bàn thắng từ pha đá phạt thành công của Rodrigo. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Bayern Munich. Thầy trò Zinedine Zidane và các tân binh đã có màn khởi động không được như mong đợi. Cũng thuộc ICC 2019, Arsenal cũng đã có được chiến thắng hủy diệt trước đội bóng đến từ Ý là Fiorentina. Tiếng còi khai cuộc cất lên, Arsenal nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và sớm có bàn thắng ngay phút 15. Eddie Nketiah đã ghi bàn mở tỷ số cho pháo thủ sau một pha di chuyển khôn ngoan để đón đường chuyền từ Sid Kolasinac rồi nhanh chóng dứt điểm tung lưới Fiorentina. Bước sang hiệp 2 phút 65, cũng là chân sút 20 tuổi này nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng nước Anh với pha dứt điểm dễ dàng trong vòng cấm. Chiến thắng đậm đà 3-0 của Arsenal được ấn định ở phút 89. Người ghi bàn lần này là tài năng trẻ Joe Willock sau đường chuyền dọn cổ của tiền đạo chủ lực Alexandre Lacazette. Như vậy, Arsenal đã có được chiến thắng thứ hai liên tiếp tại ICC 2019. Đối thủ tiếp theo họ chạm trán là Real Madrid. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới đây. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Bayern Munich, huấn luyện viên Zinedine Zidane cũng đã xác nhận thông tin Gareth Bale đang đàm phán để chia tay Real. Ông nói cầu thủ người Wales đang trên đường rời Real. Gareth Bale không thi đấu ngày hôm nay vì cậu ấy đang đàm phán để được ra đi. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Sẽ là rất tốt nếu thương vụ này kết thúc trong ngày mai. Câu lạc bộ đang nỗ lực đàm phán để đưa cậu ấy đến bến đỗ mới. Tôi chưa thể nói trước rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong 24 hay 48 giờ tới. Hiện tại, chưa rõ bến đỗ mới của Gareth Bale, nhưng trong mùa hè này, ngôi sao người Wales đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn. Bayern Munich từng đề nghị mượn Bale nhưng họ không đạt được thỏa thuận cá nhân. Trong khi đó, PSG và Tottenham Hotspur cũng đã sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Giữa cơn bão tin đồn liên quan đến tương lai của Neymar, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã không điền tên ngôi sao người Brazil vào danh sách tới Đức để đá giao hữu. Được biết, hồi đầu tuần này, Neymar đã quay trở lại PSG sau khi vắng mặt trong buổi họp quân đầu tiên. Dù vậy, đây được cho là hành động có phần miễn cưỡng và việc anh quay về PSG chỉ là để giải quyết dứt điểm tương lai của mình. Phía PSG cũng đã lý giải, Neymar ở lại Pháp để tập luyện theo giáo án riêng. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu nguyên nhân thực sự khiến anh vắng mặt đơn giản là vì chưa giải quyết xong tương lai. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng như giám đốc điều hành Leonardo đều không còn thiết tha với cầu thủ 27 tuổi. Dù sẵn sàng chia tay Neymar, nhưng PSG vẫn chờ đợi một lời đề nghị hợp lý được gửi đến. Barcelona đã chồng lên bàn đàm phán 100 triệu euro, kèm thêm hai cầu thủ tùy chọn cho đội chủ sân công viên các hoàng tử. Danh sách gã khổng lồ xứ Catalonia đưa ra bao gồm Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcolm và Samuel Umtiti. Lịch thi đấu ở Thai League 2019 sẽ khiến đội tuyển Thái Lan gặp bất lợi trong việc chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Không giống với V-League, các câu lạc bộ ở Thái thường rất khắt khe trong việc nhả quân cho đội tuyển quốc gia. Đó là lý do mà Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang lo lắng trước thềm vòng loại World Cup thứ hai. Theo lịch, các trận đấu vòng 26 Thai League sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 8. Các tuyển thủ sẽ được tân huấn luyện viên Akira Nishino gọi triệu tập và hỏi quân sau đó một ngày. Như vậy, đội tuyển xứ chùa vàng sẽ chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu ra quân gặp Việt Nam. Đây được xem là khó khăn với chiến lược gia người Nhật Bản bởi ông có quá ít thời gian tập luyện và làm quen với chiến thuật với các cầu thủ. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Thái Lan nằm tại bảng G cùng với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Trong trận đấu ra quân, Võ Chiến sẽ gặp thầy trò huấn luyện viên Paul Hossel. Đội bóng vừa có được chiến thắng trước chính Thái Lan 1-0 tại Kings Cup hồi cuối tháng 6 vừa qua. Câu lạc bộ của Bỉ St Trident, câu lạc bộ mà Công Phượng đã đầu quân, phải nhận thất bại 0-4 trước PAOK trong trận giao hữu cuối cùng trước khi họ bước vào tranh tài ở mùa giải 2019-2020. Mặc dù St Trident ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng đại diện của Bỉ vẫn cho thấy sự chênh lệch lớn về trình độ so với đội bóng của Hy Lạp. Do đó, PAOK dễ dàng dẫn trước ngay 2-0 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, St Trident chơi bóng đầy cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trước đối thủ nhỉnh hơn về mọi mặt, đội bóng của Công Phượng đã không có được điều mình muốn. Đã vậy, St Trident còn phải vào lưới nhặt bóng thêm 2 lần nữa. Mặc dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu để thử nghiệm lắp ghép đội hình, nhưng huấn luyện viên Mark Press chỉ sử dụng hai quyền thay người nên Công Phượng đã không có cơ hội vào sân thi đấu. Chung cuộc, St Trident phải nhận thất bại 0-4 trước PAOK.